Đây là thấy mở là nó vần được bài lại. Trồng đực này sung dữ lắm, thả qua là bay lượm liền ha, nhảy chính xác luôn. Thì mới đầu qua nó dập lia lẹ vậy là một hồi nó ôm nó siết chừng 1-2 phút, rồi bắt đầu nó buông ra là mạnh con nào nó liếm bộ phận sinh dục là nó đạt lại nha mọi người. Vậy chưa 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 được chừng nào mà nhẹ tiếp, chừng nào mà nó siết khoảng 1-2 phút rồi là bắt đầu nó tách nhau ra là nó không có nhảy nữa. Nó đậu qua nó dập nữa, con đực này hiện đực chiến bên mình nè. Đực này khó có một cái nào mà làm khó được nó lắm, từ cái hiền tới cái dữ luôn đó. Đó, nó bắt đầu nó ôm nó gịch đấy nha mọi người nè, đây ôm nó gịch nó im là nó đang kiểu như nó đang bắn bắn tinh vô trong cái đó. Đó. Tròn thì em để tròn cái em để cho nó thiệt là mùi em mới thả nha, thường thường là 3 ngày mới thả, 3-4 ngày em thấy chừng nào nó tới con chim nó tái lại hơi hơi là em bắt đầu em thả giống, chứ thả sớm qua hai con nó cũng khịt nhau, nó khẹt nhau chứ cũng không có tác dụng gì, cứ để cho nó thiệt là mùi đi, không gấp. Mình nôn quá thì khi nó hoài nó cắn lộn rồi chảy máu rồi. Có một cái nó qua nó cắn đực đực cắn cái có khi nó cắn chết luôn đó nha nè. Đấy nó siết đó, đây nè mọi người thấy cái trắng trắng dưới nền không, đó là tinh tinh trùng của nó đó, tinh trùng mà cái đợt trước đó, nó bắn vô xong rồi đợt này là nó đâm vô là bắt đầu cái tinh trùng của đợt trước nó rớt ra, thì nó nhảy mỗi lần nhảy nó sẽ rớt ra một cái vậy, ví dụ đợt sau nó nhảy là cái đợt tinh trùng của đợt này nó sẽ rớt ra, nó bắn vô tổng xong rồi nó khô lại thành vậy đó, rồi nó con cái nó liếm hồi cái nó nằm mé ngoài của cái bộ phận sinh dục của cái đó, rồi bắt đầu nó con đực nó nhảy rồi bắt đầu nó mới rớt cái đó ra. Nhưng mà nó ôm nó siết 2 phút luôn rồi nó chưa thả ra. Vậy là chắc cú. Đực này nhảy khó con cái nào khoảng được nó. Đây. Đây nó lần cái nó xong rồi đó, xong một lần rồi đó nha mọi người. Xong. Sau một lần nhảy ăn cái giờ nó cự quậy nó buông ra đó. Đây anh được liếm cái lên đó họ cũng liếm. Đó, giờ nó không cho anh được nhảy nữa, giờ mình đóng lại nha. Giờ nó chạy rồi nó không cho nhảy nữa. Rồi đây là xong một lần. Một ngày mình cho nó nhảy 3 lần, 2-3 lần vậy mọi người. Ví dụ sáng nhảy rồi trưa chiều nhảy rồi khuya mình cho nhảy cái nó mình đi ngủ. Ngày mình nhảy 3 lần thôi.
Mọi người thả chung thì nó nhảy suốt ngày, nó nhảy chừng tiếng nó nhảy, thì nhảy vậy thì nó chi con đực của mình. Mình đây thì cứ để ngày nhảy 3 lần làm ra mở gì rồi tự nhảy qua nó nhảy thôi. Rồi vậy thôi em kết thúc video tại đây nha anh em. Có xem video thì đăng ký kênh để cập nhật. Em sẽ đăng những cái con vật mà em nuôi mọi thường ngày cho anh em xem nha. Thì bên em có dúi, dúi trồng hương, nhím với gà đá, gà đá, gà tre, gà nội nha. Anh em nào có muốn trao đổi gì thì kết bạn Zalo với em và số điện thoại là 0392180875. Gì kết bạn Zalo với em này, nhắn tin trao đổi hay là điện trao đổi với nhau nha. Em ở Bình Đại, Bến Tre nha. Đây, xong rồi đó, xong một lần rồi đó. Rồi em chào tất cả mọi người nha.